Không. Chú cũng có tập gym á con? Dạ, chắc tập được một ngày rồi nghỉ. Em thích mẫu hình như ai? Nhân này vợ của Obama, kỳ. Vợ Obama. Dễ thương. Hồi trước có té từ cái nhà xuống á. Có nữa hả? Có chứ, tại leo lên cầu thang rồi mình lắc lộn cầu dao á. Giật cây, té xuống gùm, giật cây, té xuống gùm cây. Nhưng mà mình hận thằng hóc tóc á. Hôm đó mình buồn quá, mình đi cạo. Ông nó cạo, cạo xong rồi chị. Đúng rồi, từ đó là em không mọc tóc nữa. À, dạ. Ôi, tội nghiệp không? Em phóng lên vực Lâm Đồng thì cũng gần tầm 2 tiếng. Tùy theo chạy thôi. 2 tiếng chắc công an phạt hơi nhiều. Dạ, đúng rồi. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Dạ. Xin mời nhà gái. Mời em trai. Xin chào anh Linh ạ. Em chào chị Vân ạ. Em chào bạn gái bên kia và chào mọi người ở đây trường quay. Em tên là Mai Vũ Trương. Em hiện tại đang làm kỹ sư điện ở khu công nghiệp Amata. Hiện tại em đang sinh sống ở Biên Hòa. Dạ, năm nay em 28 tuổi. Còn em? Dạ, con chào chủ Quyền Linh. Chào cô Hồng Vân, chào toàn thể khán giả và chào bạn bên cạnh. Con tên là Phan Thị Tú Uyên, hiện tại là năm nay 26 tuổi, đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang làm marketing và sale tại Bảo Lộc ạ. Mảng gì? Dạ, bất động sản. Rồi, đàn trai hãy nói một chút xíu ưu điểm và khuyết điểm cho đàn gái biết đi. Thì ưu điểm của mình là hiền lành, sống rất là tốt với bạn bè. Mình hay nói chuyện, mình chia sẻ, làm cho bạn mình vui. Dạ. Em đây là em thích cái hoạt động bên ngoài, đi du lịch. Hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó. Hoặc là có hoạt hình Doraemon được. Trời ơi, tâm hồn trẻ thơ quá ha. Dạ đúng rồi. Có điểm yếu gì không? Dạ có, ít nói. Dạ, cũng sống nội tâm, hơi nhát. Mấy năm về trước thôi thì năm nay cũng đỡ nhát rồi. Giờ ngồi đây là cũng bớt nhát rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn mình nè, nói về cái là điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của con thì con là một người hoạt bát, gọi là một người sống hướng ngoại, thích đi đây đi đó và có thể độc lập tự chủ trong cuộc sống của mình. Điểm yếu thì nhiều một chút, hơi nóng tính, nấu ăn thì không có giỏi cái khoản nấu ăn lắm. Con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh. Dạ, đi cùng bạn bè hoặc là tự đi. Ngoài ra thì con còn nuôi chó, chụp ảnh nữa. Nuôi chó nhiều không? Dạ, con có một bạn. Tên gì? Dạ, tên Dương. Ủa, tên con người luôn hả trời? Dạ. Dương đó nó có liên quan gì tới cái cuộc đời sự nghiệp của con không? Dạ, Dương là trong tiếng Trung là nó là mặt trời. Thiệt không? Đừng nói là tên người yêu cũ nha. Ghét quá, hận quá, đặt tên chó luôn. Rồi thôi, sẵn mình nói về tình yêu nè. Mấy mối tình rồi nè. Khai luôn tên người yêu là gì luôn nha. Dạ, con tổng cộng thì có khoảng 3 mối tình chính thức. Một mối tình là từ thời năm nhất đại học. Nói chung là 3 mối tình của con là đều gặp ở đi từ thiện hết. Ừ. Tất cả là đều đi từ thiện. Bắt đầu tên gì? Dạ, nói thôi đi. Quá khứ rồi cô Hồng Vân. Lý do tụi con chia tay là gì? Lý do hả? Ví dụ như là yêu xa chẳng hạn. Rồi bây giờ sao đây? Cái này cũng xa xôi à nha. Đi dễ mà, cao tốc đi cái ào tới rồi. Mình có mấy mối tình rồi? Thiệt ra thì mình đếm trên đầu ngón tay chắc cũng không hết. Đúng rồi, hồi nhỏ thôi. Bây giờ từ cấp 3 chính thức có một mối tình, lớp 12. Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm. Nhưng mà tất cả hồi đó giờ chắc cũng phải chừng mấy mối thôi. Dữ vậy trời. Tại chắc hiền nhát người ta thích. Mấy mối luôn à? Mười mấy mối. Mười mấy mối tình gian dở lận á hả? Trời ơi, 19 lần gian dở, chào cưng. Đâu đâu đến 19 thì... Mấy chục cái linh đinh hay câu nói của ông bà mình. Nhưng mà thực sự là mười mấy. Dạ, thật sự là 13. Trời ơi. Số này đẹp à. Lý do chia tay vậy? Tuổi trẻ hồi xưa là chưa trải sự đời á, chưa? Phe ta bỏ hay là phe địch bỏ? Có mấy lần là mình bỏ, hầu như là người ta bỏ. Bỏ đi dạ, rụng tóc. Bỏ về em mới lên đây em tìm mất hai. Đâu hồi xưa em cũng nhiều tóc lắm chứ. Nhưng mà mình hận thằng hóc tóc á. Hôm đó mình buồn quá, mình đi cạo. Ông nó cạo, cạo xong rồi chị. Đúng rồi, từ đó là em không mọc tóc nữa. À dạ. Đó. Ôi, tội nghiệp không? Dạ. Cũng như tình yêu mà tóc nó vậy đó. Không, thực ra bạn này nếu bạn để thì tóc vẫn nhiều mà. Rồi nói nghe nè, bây giờ cái cô gái này có ở Túc Lâm Đồng thì em có ngại yêu xa không vậy? Nếu mà yêu xa mà nói chuyện lại bình thường thì cũng không sao đâu chị. Em phóng lên vực Lâm Đồng thì cũng gần tầm 2 tiếng. Tùy theo chạy thôi. 2 tiếng chắc công an phạt hơi nhiều. Dạ, đúng rồi. Bây giờ nè, em mong muốn cái người bạn bên đây á, là phải như thế nào? Thật ra thì con người em cũng thoải mái. Bạn gái mình chỉ cần hiền. Lâu lâu mà có cá tính thì một xíu, mình biết uống bia, biết nhậu nhẹt một xíu cũng được. Có hình xăm cũng được.
tôn trọng cái gia đình mình. Rồi nhậu nhẹt chút cũng ok. Nhậu càng được càng tốt. Nhiều khi lấy về thì hai chồng cứ mua một thùng bia để ở tủ lạnh á, thì mình buồn hai chồng lại uống. Giống như bạn em cũng vậy á. Không, cái đó là cái thú vui của rất nhiều cặp vợ chồng nha. Hai chồng nhậu với nhau thôi, không có nhậu với ai trơn á. Vậy hai chồng chơi với nhau suốt luôn đi, đừng chơi ai nữa. Em có sợ con gái ghen không? Ghen thì em không sợ, chỉ sợ nhắc lại người cũ thôi. Rồi em có nhắc không? Không, em không bao giờ để ý đến người cũ. Bây giờ em đâu còn nhớ người nào để em nhắc đâu. Nhiều quá mà đâu có nhớ nổi mà nhắc. Mình nhớ cũng không muốn nhắc. Dạ chào chú. Chào cô gái. Dạ. Con nãy giờ nghe chàng trai nói chuyện thì con cảm nhận như thế nào? Con cũng không biết nói sao luôn á. Anh vui tính á. Vui có duyên. Dạ. Lắm á. Vui tính. Có duyên lắm luôn. Dạ, á. Anh sửa điện mà nhiều đó, sửa điện nhiều cũng có đôi khi nó dễ thương. Hồi trước có té từ cái nhà xuống á. Có nữa hả? Có chứ, tại leo lên cầu thang cái mình lắc lộn cầu dao á. Giật cây, té xuống gùm đó, giật cây, té xuống gùm đó. Đó, nó vậy đó. Cũng có té một lần nữa. Con không thích điều gì đàn ông nhất? Nếu mà về ngoại hình thì con không thích một người hôi. Chẳng qua cái tâm sinh lý nó hôi sẵn rồi sao? Hôi. Cái vụ này chú không biết nha. Nó vô tình thôi, nó cũng vô tình té, vô tình rụng thôi con. Rồi gì nữa? Nóng tính, gia trưởng. Người đàn ông vậy chắc tơi tả quá. Gì đâu hói rồi. Nóng tính rồi, đủ thứ cho. Chú nghĩ không có người nào gom nguyên tụ vậy đâu. Không biết chăm lo cho gia đình. Là một người quá hướng ngoại cũng không tốt. Từ từ con chú. Còn nữa hả? Dạ, không thích sao muối. Sao ngộ ta giống cô á. Thích vừa ôm thôi chú. Nói chung đừng có muối nào luôn, nó cứ bình thường. Giống như Linh vậy đó, cứ bình thường. Đúng rồi, vậy như mà. Không. Chú cũng có tập gym á con? Dạ, chắc tập được một ngày rồi nghỉ. Là em gái đưa ra những cái điều không thích á, em có vướng vô điều nào không? Dạ không. Thế có đó. Không. Hồi không có tóc. Hồi không. Phải hả? Không đâu, hồi đâu. Ít tóc. Tức là có cái hình mẫu lý tưởng nào ngoài đời mà có thiệt không? Ví dụ như là Barack Obama vậy á, cô Hồng Loan. Cao to và họ là một người vừa là người của công việc vừa là người của gia đình luôn. Không đen cũng được mà đen cũng được. Bên kia thích mẫu hình Obama. Em thích mẫu hình như ai? Nhân lẽ vợ của Obama. Kỳ. Vợ Obama. Có duyên ghê không? Hai đứa này nó biết lựa ghê á. Hai đứa tự cảm nhận chứ chú thấy cũng chưa giống gì hết. Em hỏi người thân đã. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với gia đình, với má, với cậu, anh và bạn bè của con. Xin chào MC Hồng Vân, MC Quỳnh Linh. Chào chàng trai bên này. Mình là cậu của Tú Uyên. Cậu nghĩ là chàng trai bên này cũng được, có nhiều cái cũng phù hợp với con. Với lại hỏi chàng trai bên này tí nữa là con kỹ sư điện là học ở trường nào vậy? Dạ đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì cùng ngành với cậu. Dạ dạ. Cũng rất là cậu là hồi xưa là bách khoa lâu lắm rồi. Thôi hai đứa thì đến đây là cũng nên cho một cơ hội để mà mình tìm hiểu xa hơn. Trời ơi. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Em là bạn của Trương. Nhận xét về Trương thì cũng tính tình rất là vui vẻ ạ. Bạn gái thì cũng nó chỉ thấy cũng hợp với bạn Trương ạ. Nhưng mà tại sao 13 người mà không vô người nào vậy? Bạn nhát lắm. Trời ơi, nó nhát. Ồ, quá. Vậy đó hả? Thôi được, hai đứa này nó quen nhau vui lắm nè. Cảm ơn em trai, giờ mở rào đi. Ừ. Mở rào. Đó. Hai đứa tâm sự đi. Coi hai vợ chồng Obama không biết xem chương trình này không? Mình chào bạn. Mình chào bạn, mình có món quà của bạn. Trong này có một lá thư á. Ở đây thì em có mang tới một món quà bao gồm một bức thư và một cái tấm thiệp đi đến Bảo Lộc. Bạn cứ đưa tới Bảo Lộc đi rồi mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, đưa bạn đi khắp nơi. Đọc đi, đọc thư đi con. Wow, chào cậu. Người bạn ngồi kế bên, tớ là Uyên, một cô gái khá bướng bỉnh, bánh bèo, màu mè, hoa lá, nhưng cũng là một cô gái khá bản lĩnh, tự cường. Tớ đã trải qua nhiều lần yêu và được yêu, vì vậy tớ hiểu thế nào là sự trân trọng. Tớ chỉ một câu gửi đến bạn, nếu bận quá thì bạn đừng nữa, thôi đừng, bạn đừng yêu. Thôi được rồi. Dạ đoạn cuối coi. Dạ đoạn cuối. Đừng quan tâm, đừng quan niệm cái gì là của mình sẽ lại là của mình. Nó chỉ đứng ở một nửa thôi. Người ta yêu mình thì người ta sẽ không dễ dàng rời đi, nhưng mà nếu như không trân trọng, không sẽ chia,
không quan tâm thì cậu à, có yêu cầu đến đâu người ta cũng đưa để đi thôi. Mong sẽ có những ngày hạnh phúc bên cậu. Dạ hết rồi. Rồi. Nói tóm lại là cái thư này em bé này nó nói gì à? Tóm lại là bạn ấy nếu bận quá thì đừng yêu. Và yêu một cách phải có trân trọng bạn ấy. À chào bạn. Tại vì qua bức thư này mình thấy là mình thì không có bận bịu gì nhiều. Công việc của mình thì có thể là mình đi 3K, 3 kiếp trực. Thì nhưng mà thời gian thấy 3 kiếp trực đó rất là nhiều thời gian dành cho bạn. Mình nghỉ nhiều. Mình đi làm lễ Tết mình trực là nhiều lắm. Nhưng mà bất cứ thời gian nào trừ lễ Tết thì mình vẫn ở bên bạn được. Mình không ngại xa. Mình chỉ ngại mình không có lý do mình xuống dưới thôi. Luôn luôn nếu mà bạn cần mình luôn luôn ở kế bên bạn. Bất chấp là có mưa hay là sao. Nhưng mà chắc bão lũ ở trên Lâm Đồng mình kẹt xe mình không xuống được. Ok. Trừ những ngày Tết và ngày lễ mình đã nói với bạn. Hồi nãy mình có nghe nói là bạn có tới 13 mối tình. Chắc cũng chấp nhanh chấp đi đúng không? 13 mối tình đó là tuổi trẻ chưa xảy trừ đời các bạn. Tính là mình có 13 nhưng mà thật ra có 3 mối tình chính xác. Bây giờ mình lớn hơn nhỏ này 2 tuổi mắc gì mình phải xưng bạn với mình. Dạ. Anh em được khẳng định được. Dạ. Phải anh coi nè. Giống Obama được phần nào? Giống hết quá. Chắc giống Obama được 10%. 10%. Đúng rồi, mình không có đen như ổng được. Thì mình là một người rất là thích du lịch. Người ta lớn hơn mình phải lịch sự mình gọi là anh. Dạ. Ừ anh em. Em rất là thích đi du lịch cho nên là có thời gian rảnh là em sẽ sắp xếp thời gian để chọn một địa điểm để đi du lịch. Thì anh nghĩ anh có thích đi du lịch như vậy không? Vâng, mình thích du lịch. Anh thích du lịch. Thích lắm luôn chứ. Nhưng mà không có kể điện tiền thôi. Tiền nhiều khi cũng quan trọng lắm. Đúng rồi, tất nhiên là tiền sẽ quan trọng. Một năm anh có thể đi du lịch đến 6 lần. Em tới em nắm tay cô gái. Cảm xúc nãy giờ mình gặp bạn ấy thế nào? Với lại có lấn cấn cái vụ chó tên Dương không thì hỏi luôn nghe. Em tưởng chó tên Trương hết hồn á. Dương đó. Trời ơi, nắm tay hả? Thì giống mắt tay quá. Lạnh quá. Công việc của anh thì không có bận rộn lắm. Thì anh vẫn đi xuống thăm em bình thường. Hy vọng là em giao cho anh một câu hỏi để tìm hiểu. Dạ, yeah, cho cười. Dạ, em hơi ngại một chút nhưng nên em cười. Móng tay làm đẹp chứ nhỉ. Con gái có quyền làm đẹp mà. Không đẹp mà, muốn nói gì đó. Hai đứa này nó nói mà như không nói á Linh ơi. Có mình ơn tụi nó nghe thôi, không ai nghe được luôn á trời. Thì anh có một cái bài, nhưng mà anh sẽ hát một đoạn cho em nghe. Tại vì anh kết em rồi, nhưng mà em kết em không. Em cứ nhận lời là anh cưới em về làm dâu của má em liền. Mình cưới nhau luôn. Hay là em thích bây giờ? Đáp lại đi nè nữ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay anh cầm một đoá hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Thôi ạ. Vẫn không nghe tụi con hát cái gì luôn á. Hai đứa này quen nhau dễ thương lắm á. Một nè, hai nè, ba. Hết thời gian. Có bấm không? Trời ơi. Bà làm nhỏ rớt tim luôn vậy đó à. Chính thức là các bạn đã hẹn hò với nhau đó, nắm tay nhau đi. À, nắm vậy thôi. 13 mối tình vẫn yếu lắm. 13 mối tình yếu lắm rồi. Xin phép cho con được hôn má. Dạ, hôm nay con xin phép ạ. Hôn thiệt hả? Có thể hôn giả cũng được. Được rồi. 13 người mà sao cô thấy con không có một cái thế nào hết trơn là sao vậy? Làm lại cho nó đẹp đẽ coi nè. Ít ra phải cổ điển chút xíu vậy chứ. Dạ. Chào anh. Anh có quyển sách này tặng em. Dạ. Dạ, có một dòng thơ cho anh đọc nha. Dạ. Đọc. À, tâm tư anh gửi vào tan sẽ tắng, không biết là em có biết hay không. Một phút mất em, lòng anh thấy chóng vắng. Đời này anh không thể thiếu em. Dạ. Nên là anh tự sáng tác. Dạ, cảm ơn anh ạ. Thôi hôm nay em gửi anh cái này. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Bạn trai tặng cho bạn gái sách. Dạ. Thơ hả? Rồi có đọc một câu thơ, đoạn thơ nữa. Trời ơi, ai nói hiền đâu trời. Vô biết đọc dạ, thơ lấy lòng. Dạ, hiền lắc má.
Còn bạn gái mình tặng gì cho bên anh trai vậy? Dạ hả? Em tặng cho anh một cái ly, một cái ly uống cà phê buổi sáng, thì khi mà anh mở ra thì anh có thể là nhớ đến em. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Mỗi lần uống cà phê là anh sẽ nhớ đến em. Dạ. Giống như Trương Chi có cái ly mở ra hết á. Thấy em có quan niệm gì về cuộc sống hôn nhân không? Dạ, tình yêu á thì theo em là đúng duyên đúng nợ. Đúng cái thời điểm và đúng cái sự bao dung che chở thì đó là một tình yêu đẹp. Còn anh nghĩ á là không ai á mà sinh ra mà đã hợp nhau hoàn toàn, mà mình phải biết thông cảm và hiểu và phải chấp nhận được cái những cái mà người ta giống như là những cái nhược điểm của người ta, rồi từ đó người ta mình nói ra thì người ta sẽ cố gắng vì mình mà thay đổi để mà hoàn thiện mà tốt hơn. Dạ. Thì mình phải biết quan tâm chia sẻ với nhau, tại vì nhiều khi mà mình đến hôn nhân á là không chỉ có anh với em mà phía trên á còn có cha mẹ là ở phía dưới á, sau này nhiều khi chúng ta có con cái nữa thì cũng phải biết quan tâm chia sẻ và cố gắng phấn đấu để mà có được cái cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc nhiều hơn. Dạ. Anh có nghĩ gì khi mà yêu xa như vậy, tại vì hiện tại thì công việc của em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì anh ở Bến Tre, thì không biết là anh có thể là gặp em là bao lâu một lần ạ? Thì có thể là cuối tuần anh lên, còn hoặc là những ngày dịp lễ hoặc là những cái ngày nào như là ngày nghỉ gì đó thì anh sẽ tranh thủ được thì anh chạy lên đây. Anh nghĩ là một tuần anh nghỉ mấy ngày? Một tuần một ngày. Một tuần một ngày là bất kỳ hay sao ạ? Hay là cuối một tuần? Một bất kỳ anh có thể nghỉ bất kỳ ngày nào cũng được. Sắp xếp đúng rồi. Tại vì do mình sắp xếp thôi. Dạ. Bến Tre, thành phố Hồ Chí Minh cũng gần lắm. Bây giờ đi đường cao tốc cực kỳ nhanh luôn. Dạ. Còn bên đàn gái bao lâu mới về quê một lần? Dạ tầm 3 tháng về quê một lần. Ở dưới quê còn ai dưới? Dạ ở dưới quê còn ba mẹ là em. Rồi, trai. Đáng lẽ còn ba mẹ phải tháng về 2-3 lần chứ. Mà dạ. Về Trà Vinh thì chắc chắn phải đi qua Bến Tre. Dạ. Để đàn trai khỏi đi. Lời lời. Dạ. Đó chứ hợp lý đó. Dạ. Chắc chắn đằng đến đây mỗi tháng lên lần 2 lần. Cái 2 tháng ở trên đây đi về quê đi ngang Bến Tre rủ về 1 lần. Coi như em, là 2 tháng ta gặp 5-6 lần. Dạ. Khi mà em về Trà Vinh thì em cũng phải qua Cầu Thạch Miễu rồi qua Châu Thành. Thì nhà anh ở đó ở giáp bên giáp với thị xã luôn. Dạ. Nếu có dịp về đó khi nằm về quê thì em có thể ghé nhà anh chơi. Dạ. Bữa em có chạy xe mà bị lạc vô thị xã luôn, chạy vòng. Anh đi xe máy vậy luôn hả? Dạ đi xe máy. Rồi xe máy thì nó cơ động hơn, em có thể ghé nhà anh được. Dạ. Có dịp nào về thì ghé anh. Dạ. Rồi mình nói về quan điểm về tình yêu nè, rồi quan điểm về hôn nhân nè, rồi tiến tới hôn nhân cưới nhau về rồi sinh con trai trước hay con gái em trước. Nghĩ là nếu mà mình cho nhau cơ hội để mà bấm nút để mà tiến tới á, đi xa hơn á thì tầm khoảng bao nhiêu lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thì ba mẹ em rất là thích chương trình, là fan cuồng của chương trình luôn. Thì ba mẹ có câu bói là ông thầy bói nói 26 tuổi là con lấy chồng, chắc phải làm theo lời thầy bói thôi. Dạ. Dạ. Một năm nữa. Dạ năm nay là 25 rồi ạ. Dạ có thể nếu mà được thì năm sau 26, một năm thì anh cũng nghĩ là đó là thời gian cũng được, hợp lý á. Dạ. Anh thì đơn giản sao cũng được. Anh dễ quá. Không anh nói thật mà, sao cũng được. Nói chung là anh thì thấy em như thế nào? Anh thấy em thì hiền, vui vẻ, dễ thương á. Dạ. Thì có thể là hợp với anh á. Dạ vậy cảm ơn mình ạ. Cùng bao bấm nút luôn nha. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Rồi mình nói một xíu về chuyện con cái nè. Cưới về rồi trai trước con gái trước rồi tiền ai giữ? Em thích con gái hay con trai? Em thì con trai hay con gái gì cũng là con cả. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự là tại vì nhà em thì rất là ít con nít, cho nên nếu mà được thì có thể là đủ điều kiện thì mình có thể xin nhiều, tầm 3-4 đứa gì cũng được. Nhưng mà kế hoạch thì chỉ có 2 thôi ha. Dạ. Mình nói về quan điểm về hôn nhân với nhau đi. Gia đình thế nào, hôn nhân thế nào, quan điểm của mỗi bên. Cha mẹ em có khó gì không? Cha mẹ em thì nói chung cũng rất là dễ, cũng không khó lắm. Cha mẹ em cũng dễ lắm. Dạ. Rồi à? Hiện tại anh ở chung với ba mẹ luôn. Đúng rồi, ở chung với ba mẹ, tại anh là con út mà. Tại anh làm ở Bến Tre luôn. Ở thì nhà cũng gần thị xã, thành ra đi làm xong rồi về nhà. Thì cách đó cũng có mấy cây số và 10 cây. Úc mà hả? Dạ Úc. Có Úc.
Tức là về phải làm dâu đúng không em trai? Dạ, em có muốn về không? Tại vì Bến Tre thì nó cũng có bệnh viện lớn. Nếu mà em chuyển công tác thì em nghĩ là chắc cũng được mà, phải không? Dạ. Dạ cũng có thể là tại vì cái ngành điều dưỡng của em á, thì hiện tại ở dưới quê thì khó, rất khó kiếm việc làm. Ở thành phố thì có nhiều cơ hội công việc hơn. Cho nếu mà ở tên này là em ở đâu? À, em ở Gò Vấp. Ở Gò Vấp à? Dạ đúng rồi. Là ở trọ luôn hay sao? À, em ở trọ, em ở chung với em trai của em. Dạ. Là bệnh viện nào? Dạ ở trung tâm tiêm chủng ạ. Trung tâm tiêm chủng Phú Nhuận. Không thì cái mình quá tìm với nhau á thì mình sẽ tìm hiểu và có đi đến quyết định. Dạ. Thì cái đó nhau một cái thời gian đó thì mình sẽ có quyết định là về quê hay là mình cư trú ở đâu, mình định lập nghiệp ở đâu á. Dạ. Thì cái đó cũng là quyết định của mình thôi, anh tôn trọng quyết định đó. Dạ. Rồi chúng ta nói về cái quan điểm hôn nhân gia đình của mỗi đứa đi, rồi mình sẽ tiến hành bấm nút. Dạ. Để cho hiểu nhau hơn thôi. À, khi mà như em nói rồi đó thì em rất là không thích người đàn ông là càm ràm hay là nói tới nói lui một cái chuyện gì đó, thì không biết là anh có vậy không? Không có. Khi mà anh nóng tính lên thì anh làm gì, thường làm gì? Nóng tính thì nó có nóng tính lắm. Ít có nóng tính lắm hả? Không có. Dạ. Em nóng tính lên là em hay la lên. Em la thì anh nghe. Dạ. Rồi thôi. Chứ đâu có gì đâu. Ngồi nghe đúng không ạ? Ngồi nghe, la thì mình nghe. Dạ rồi. Thì tốt đó, cứ ngồi nghe đi em. Cao lắm phụ nữ đánh mình thôi chứ làm gì đâu. Dạ, thì đâu có gì đâu thì. Nếu lỡ phụ nữ đánh em thì sao? Dạ em chạy. Thấy thương. Đi chạy. Dạ. Thôi, bây giờ thế này nè. Em bỏ sách xuống đi. Hai người đến nắm tay nhau. Đấy, để cảm nhận về nhau 30 giây. Sau đó chúng ta sẽ quyết định bấm nút hay bấm nút nha. Chúng tôi tạo mọi điều kiện cho các bạn để các bạn có thể hiểu nhau và cảm nhận về nhau nhiều hơn. Đứng lên đi em. Đó. Cho em nắm tay em chứ. Đó. Chúng ta nói gì với nhau đi, nắm tay nhau nhìn vào mắt nhau. Chúng ta có 30 giây để thể hiện tình cảm thì, của mình. Anh nói rồi là trong cuộc sống này không ai đã sinh ra là hoàn toàn hợp với nhau 100%. Mình phải thông cảm và hiểu và quan tâm chia sẻ với nhau thì mới tồn tại lâu dài được. Để gia đình nó mới hạnh phúc. Dạ. Chỉ nói vậy thôi. Còn em có nói gì không? Dạ nói chung là em cũng đã nói rồi. Cái tình yêu đó là cần cái sự chân thành, sự quan tâm chia sẻ giữa hai bên, thấu hiểu lẫn nhau. Còn cái việc khoảng cách thì có thể là mình sẽ xem xét lại, có thể quyết định. Nói chung là tình yêu lớn, đủ lớn thì cái khoảng cách nó không cần là vấn đề gì hết. Khoảng cách, thời gian để lý thì nó không là vấn đề hết. Chủ yếu là thằng em mình nó có đủ lớn để mà vượt qua cái đó hay là không thôi. Dạ. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, anh này mỗi lần nói chuyện là cứ cảm thấy như anh thì thào vậy ha. Sao nóng tính được ta mỗi lần cái lỗ. Để tao vào bóng đi các bạn. Anh Linh. Hả? Hả? Một đồng. Không thể cãi nhau được đâu. Không thể cãi nhau. Nếu phụ nữ đánh thì mình chạy. Rồi. À, bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm ha. Nãy giờ cũng trao đổi, cũng nói chuyện với nhau, cũng hiểu nhau phần nào rồi. Đây cưng. Đây. Rồi. Kiểm tra lại con tim mình nào. Một nửa mắm duyên, mắm dáng, mắm đáng đồng tiền bên kia. Có phải là một nửa yêu thương của mình không? Nếu đúng là một nửa yêu thương thì đừng ngần ngại, bấm nút liền tay. Còn nếu đó không phải là một nửa yêu thương của mình thì không sao cả. Dành nút bấm đó cho quý vị khán giả đang xem truyền hình. Dành cơ hội cho những người khác nha. Rồi. 3 2 1 Hết thời gian. Rất nhanh. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Nào. Mời các bạn. Bỏ túi luôn đi. Rồi. Nắm tay nhau nào. Mình nói gì với cô đi. Xin phép cô. Dạ xin phép cô cho con được tiến xa hơn với em Nhi. Dạ được quan tâm và chăm sóc em Nhi đến trước đời. Dạ con cảm ơn. Nói về cái gì đi. Dạ con cũng xin phép cô là được nắm tay với anh. Được hẹn hò. Được hẹn hò cùng anh. Dạ. Hay lắm đó. Nào. Hôn nụ hôn đầu tiên đi các bạn. Cho anh hôn cái nha. Rồi ôi. Em không dám nhìn luôn, em ngại, em không dám nhìn luôn á.
dễ thương lắm đó. Dễ thương. Cứ như thế nha. Dạ. Một cái nụ cười phải nói tỏa nắng, một cái sự nhẹ nhàng của chàng trai, ấm áp của chàng trai. Anh nghĩ rằng hai trái tim này sẽ kết nối lại với nhau rất là tốt. Nhớ giữ mãi và phát triển nó. Để một ngày nào đó các bạn đến đây thông báo với Quyền Linh với Nam Thư rằng tụi em chuẩn bị cưới nhau. Dạ. Anh rất thích câu đó nha. Dạ. Chúc hai đứa hạnh phúc.